thót tim với pha quảng cáo táo bạo của phim kinh dị Alien, Romulus, quái vật không gian Fehuser bất ngờ xuất hiện trên đường phố hù dọa người đi đường. Là phần thứ 7 của loạt phim mang tính biểu tượng Alien được ra mắt lần đầu vào năm 1979, Alien, Romulus sẽ được công chiếu chính thức trên toàn cầu vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 tới đây. Để quảng bá siêu phẩm kinh dị này, hãng phim 20th Century Studios đã chơi lớn khi triển khai một chiến dịch siêu táo bạo với hình thức tiếp thị du kích mang quái vật không gian Fehuser xâm chiếm thành phố New York. Quái vật không gian Fehuser hay còn được gọi với cái tên sinh vật bám mặt là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người. Cơ chế tấn công của nó là bám thật chặt vào mặt vật chủ, đồng thời xâm nhập bộ gen và kiểm soát sự trao đổi chất. Người đi đường vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến các Fehuser và sinh vật ngoài không gian đáng sợ tấn công các diễn viên đóng thế và xuất hiện khắp thành phố, từ vỉa hè, ga tàu điện ngầm cho tới xe taxi và bên trong các địa điểm công cộng. Màn quảng bá độc đáo đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người về bộ phim quái vật không gian Romulus sắp ra mắt. Rất nhiều người đã rút điện thoại hào hứng quay chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Sử dụng tiếp thị trải nghiệm là cách tuyệt vời để quảng bá phim một cách hiệu quả. Loạt video quảng bá của chiến dịch ngay lập tức khiến khán giả thích thú và thu hút hàng triệu lượt xem cùng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.